Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Bác sĩ Thẩm mỹ. Chương trình được phát sóng vào lúc 10 giờ 25 phút sáng thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV9 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, và xin được cảm ơn phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ Angel Beauty đã đồng hành cùng với chương trình. Quý vị thân mến, nám da là một tình trạng khá phổ biến, thường gặp ở phụ nữ khi bước sang tuổi 30. Mặc dù vậy, nhiều người vẫn chưa biết chính xác nám da là gì. Để cung cấp một cái nhìn toàn diện hơn về vấn đề này, chương trình Bác sĩ Thẩm mỹ đã mời đến những vị khách mời là chuyên gia trong lĩnh vực da liễu để cùng trò chuyện với quý vị khán giả. Nhưng trước khi gặp gỡ bác sĩ thì xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng theo dõi một phóng sự sau đây. Nám da là vấn đề không còn quá xa lạ đối với phụ nữ. Đó là tình trạng xuất hiện những đám màu nâu hoặc màu xám nâu trên da do sự gia tăng của sắc tố melanin. Melanin đóng vai trò chống nắng và bảo vệ da khỏi tia UV. Tuy nhiên, nếu được sản xuất quá nhiều, sắc tố này sẽ tích tụ, tập trung lại một chỗ nhất định trên da. Hiện tượng này được gọi là nám da. Nám da mặt là loại nám da hay gặp nhất. Sự thay đổi sắc tố da có thể xảy ra trên da mặt, môi, trán, cằm, sống mũi. Ngoài ra, bệnh cũng có thể gặp ở những vị trí khác nhau trên cơ thể, đặc biệt là vùng da thường xuyên tiếp xúc với ánh nắng mặt trời như là da vùng cánh tay hoặc cổ. Nám da thường gặp nhất ở phụ nữ từ 20 đến 50 tuổi, phụ nữ trong độ tuổi sinh sản. Sau đó, nám da ở phụ nữ có thai và nám da sau sinh khá phổ biến. Nam giới ít khi bị nám da hơn nữ giới. Bệnh cũng liên quan đến địa lý, chủng tộc, màu da, khi mà phụ nữ châu Á, da màu có tỷ lệ nám da cao hơn so với phụ nữ da trắng. Trước đây thì cái tình trạng nám của tôi là nám nhẹ thôi, rồi chắc là do tăng sắc tố và bị tổn thương do là sản phẩm đưa da không có rõ nguồn gốc. Thì bác cũng tư vấn điều trị, thì hiện giờ với cái da mặt của tôi là đã điều trị được 2 buổi rồi mà nó cải thiện rất là rõ. Bây giờ tôi rất là vui và rất tự tin và an tâm để mà bác điều trị tiếp tục. Sau những cái chuyến đi du lịch biển cũng như là chụp hình ngoài trời cùng bạn bè, da của mình nó bị khô, bị cháy nắng và bị thâm sạm thấy rõ luôn. Cộng thêm là cái tính chất công việc của mình hay ra ngoài tiếp xúc với lại là ánh nắng mặt trời, cho nên là nó đã xuất hiện những cái nốt thâm thâm ở trên mặt, và một thời gian nó đậm dần và nó loang ở trên mặt của mình, nhìn nó rất là bị tối. Cũng gần một năm mình mới tìm kiếm được cái địa chỉ uy tín, tận tâm, có bác sĩ thăm khám cũng như là soi da và trực tiếp điều trị cho mình luôn. Cho nên là hôm nay thì mình cũng đã làm được cái liệu trình buổi thứ 3 rồi. Mình cảm thấy là da mình cải thiện rất là nhiều. Thưa quý vị và các bạn, nám da có thể xuất hiện ở nhiều vùng trên cơ thể nhưng thường tập trung trên khuôn mặt. Điều này ảnh hưởng đến thẩm mỹ và ngoại hình, khiến cho nhiều chị em cảm thấy thiếu tự tin khi tiếp xúc với người khác. Vậy nên, điều trị nám cũng là một vấn đề được nhiều chị em quan tâm. Và ngày hôm nay, các bác sĩ khách mời của chương trình sẽ giải đáp các băn khoăn về vấn đề này cho quý vị. Xin được giới thiệu những vị khách mời ngày hôm nay. Xin được trân trọng giới thiệu tiến sĩ bác sĩ Trần Ngọc Ánh, chuyên khoa da liễu. Xin chào MC Hoàng Vĩnh và xin chào quý vị khán giả chương trình Bác sĩ Thẩm mỹ. Và vị khách mời tiếp theo là bác sĩ chuyên khoa 1 Phùng Tấn Tài, đến từ phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ Angel Beauty. Xin chào MC Hoàng Vĩnh và xin chào quý vị khán giả. Và xin được cảm ơn hai vị bác sĩ đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay ạ. Dạ, câu hỏi đầu tiên em xin phép được gửi đến bác sĩ Tấn Tài ạ. Thưa bác sĩ, phóng sự vừa rồi cũng đã đưa ra một cái khái niệm sơ lược về nám. Xin bác sĩ có thể giải thích kỹ hơn những dấu hiệu nhận biết khi bị nám da, và hiện nay thì khách hàng thường gặp những loại nám da nào ạ? Nám da là một phần của vấn đề tăng sắc tố da. Chúng ta sẽ thấy cái biểu hiện là cái màu sắc là chúng ta thấy rõ là từ biểu hiện trên bề mặt của mình. Dạ. Màu nâu hoặc là nó sẽ hơi đậm chút xíu hoặc là nhạt chút xíu, tùy theo mức độ melanin trong đó và tùy theo cái độ sâu của cái sắc tố sẽ nằm ở lớp bì hay là thượng bì. Về phân loại thì nó có thể là có tàn nhang. Yeah. Ha, rồi có thể là có khi có người đến với tuổi do lão hóa, do ánh nắng thì nó sẽ là đồi mồi. Và cái loại mà chúng ta hay thường gặp đến như nãy Hoàng Vĩnh đã nói, đó chính là nám da. Yeah. Nám da hay còn là rám da, thì đây là một cái vấn đề sắc tố hay thường gặp và chị em thường mắc phải sau khi có suy giảm nội tiết tố và sau sinh. Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn bác sĩ Tài rất là nhiều. Bác sĩ Ngọc Ánh thân mến, bác sĩ có thể cho quý vị khán giả được biết rằng là những nguyên nhân nào gây ra nám và yếu tố nào là tác động lớn nhất khiến cho nám hình thành ạ? Cái nguyên nhân gây ra tình trạng tăng sắc tố da nói chung và nám má nói riêng á, thì nhiều nhất á, đó là vấn đề nội tiết. Thì như chia sẻ vừa rồi là phụ nữ chúng ta đó là thời kỳ mà trưởng thành nè,
rồi mang thai cho con bú, thời kỳ tiền mãn kinh, rồi có những bệnh phụ lý phụ khoa thì nó liên quan đến nội tiết. Thì nội tiết là một trong những nguyên nhân mà gây nên má nhiều nhất. Và nguyên nhân thứ hai ai cũng biết đó là ánh nắng mặt trời. Ánh nắng mặt trời có thể nói là kẻ thù của làn da. Rồi còn những nguyên nhân khác nữa, tình trạng lão hóa, rồi còn những cái bệnh lý chúng ta ví dụ như là bị mụn trứng cá nè, rồi bị viêm nhiễm, bị chàm, viêm da cơ địa, cái bệnh lý mãn tính nữa, dùng dài ngày nè, thì tác dụng phụ của một số thuốc đó là tăng sắc tố da. Đó. Rồi còn một cái nguyên nhân rất quan trọng mà phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ châu Á ở Việt Nam chúng ta hay gặp, đó là vấn đề sử dụng mỹ phẩm. Mỹ phẩm không đúng cách, dạ, vấn đề kém chất lượng. Bác sĩ Tài thân mến, dựa trên những điều mà bác sĩ Ngọc Ánh đã chia sẻ thì chúng ta hiện nay có những cái phương pháp gì để điều trị nám da, cũng như là dựa trên điều gì để bác sĩ có thể tư vấn cho khách hàng lựa chọn phương pháp điều trị cho chính xác ạ? Đây là một cái lĩnh vực chuyên sâu, rất sâu về lĩnh vực da liễu. Đó là một cái điều trị nó phải phối hợp rất là nhiều phương pháp với nhau. Vừa có thể là có thuốc uống nè, thuốc bôi nè, laser nè, tiêm chích nè. Và cái công việc á, là đáp ứng của mỗi người nó cũng sẽ khác nhau. Dạ. Cái quan trọng á, là bác sĩ chúng tôi sẽ cố gắng điều trị, hỗ trợ cho bệnh nhân, theo dõi, đáp ứng điều trị của bệnh nhân và lên một cái liệu trình làm sao phù hợp với điều kiện kinh tế cũng như cái thời gian nghỉ dưỡng và cái việc mà tuân thủ điều trị. Vì câu chuyện tái phát trong câu chuyện điều trị nám da là một điều rất dễ gặp phải, đặc biệt là nám má. Dạ, bác sĩ Ngọc Ánh thân mến, hiện nay thì trên thị trường có rất nhiều phương pháp trị nám và ưu nhược điểm của việc kết hợp này là như thế nào ạ? Đây là một cái bệnh lý khó trị, cho nên nó có ưu điểm là khi mà chúng ta phối hợp như vậy đó thì cái kết quả, cái mong đợi của chúng ta thì nó sẽ cao hơn và cái kết quả nó sẽ cao hơn và chúng ta cần phải thực hiện nhiều lần. Thì cái nhược điểm của nó là tốn thời gian. Dạ. Và chi phí, yeah, đó, chi phí của những cái phương pháp đó cũng là khá cao và nó cần cái sự tuân thủ của khách hàng. Đó là khách hàng phải tuân thủ điều trị. Tuy nhiên thì các bác sĩ tôi hầu như không thể cam kết là dứt hẳn 100% đạt được, mà điều chỉ mong muốn là mờ nhất có thể. Dạ, vậy thì người bệnh không biết là nên lựa chọn những cái tiêu chí nào để giúp cho chúng ta có thể chọn được một cái cơ sở hoặc là bác sĩ uy tín cho việc điều trị nám da một cách an toàn và hiệu quả. Bây giờ quan trọng là chúng ta phải kiếm được một bác sĩ chuyên gia, phải am hiểu về nám, phải hiểu về nám như thế nào và cơ sở đó có đầy đủ trang thiết bị. Đây là một cái quá trình làm đa phương thức. Một cơ sở càng nhiều các phương pháp, các công cụ để làm thì nó sẽ càng có những cái sự hiệu quả cao hơn. Thí dụ như trong quá trình làm không phù hợp với phương pháp này thì cơ sở đó sẽ có các thiết bị để làm cải thiện thêm cái tình trạng nám da. Và đặc biệt đó là cái cơ sở phải được cấp phép của Bộ Y tế. Cái ngành làm đẹp về điều trị nám da này có rất nhiều nơi, cái spa cũng có, những nơi không phải bác sĩ da liễu cũng có, và những nơi không phải bác sĩ được cấp phép làm nghề cũng có. Do đó khách hàng cần phải có lựa chọn một nơi có đầy đủ yếu tố an toàn và công cụ để có thể điều trị nám. Trong quá trình điều trị thì bệnh nhân có được tự ý sử dụng các loại mỹ phẩm hay là các loại viên uống hàng ngày bổ sung mà không cần bác sĩ chỉ định hay không ạ? Trong quá trình điều trị khi mà sử dụng những cái phương pháp mà công nghệ đó, về công nghệ điều trị thì bao giờ cũng cần cái thuốc thoa, cái kem thoa, cái những sản phẩm dưỡng da, những cái mỹ phẩm, và nên theo cái sự hướng dẫn của bác sĩ, tại vì mỗi một sản phẩm nó có những thành phần khác nhau, tự phối hợp đó, mà không theo một cái phác đồ, mà không có sự theo dõi của bác sĩ đó, nó dễ gây lên một tình trạng gọi là tình trạng ngược lại, tức là tăng sắc tố sau viêm, tức là càng xài càng thấy nó sạm hơn. Còn đối với phương pháp mà uống thì có thể sử dụng được, các bạn có thể uống những cái hoạt chất á, những cái thành phần á mà cải thiện tình trạng sáng da. Và thị trường nhiều nhất á là vitamin C nè, rồi glutathione, tranexamic acid, và viên uống chống nắng cũng có cải thiện tình trạng lão hóa cũng như tình trạng sạm da. Tuy nhiên, uống nhiều viên mà trong mỗi thành phần đó nhiều khi á, có sự phối hợp với những viên khác thì nhiều khi nó đụng nhau. Nó đụng nhau thì thứ nhất là nó quá cái hàm lượng, nó quá mức, như vậy nó cũng có hại. Rồi gan thận chúng ta không có lọc được, nên mặc dù là thực phẩm chức năng, hàm lượng đó, rồi cái thành phần, rồi với lại cái kết hợp với những cái thuốc uống hàng ngày như vậy thì cần có sự hướng dẫn của bác sĩ. Xin được cảm ơn những phân tích rất kỹ đến từ hai vị bác sĩ khách mời của chương trình. Và bây giờ thì Hoàng Vĩnh xin phép được mời quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Lời khuyên bác sĩ. Dạ, bác sĩ Ngọc Ánh thân mến, theo Hoàng Vĩnh được biết thì trong một cái phác đồ điều trị nám thì sẽ chia ra nhiều buổi để chúng ta thăm khám và điều trị chuyên sâu. Vậy thì khách hàng có cần phải tuân thủ thăm khám lịch trình đúng theo chỉ định của bác sĩ hay không ạ? Các bác sĩ khi mà thăm khám đều đưa ra một cái phác đồ phù hợp với từng cái tình trạng nám, từng loại nám và từng cái cơ địa của khách hàng. Và chúng ta cũng cần theo dõi nữa. Và cái sự theo dõi đó cần phải sát sao.
chu kỳ thay da của chúng ta chúng ta biết là thường thường nó khoảng là 1 tháng 1 lần. Bởi vậy chúng ta phải theo dõi và chúng ta phải quan sát và chẩn đoán cái tình trạng, cái sự thay đổi của cái làn da khi mà điều trị như vậy. Ít nhất là 1 tháng cũng phải 1 lần, còn trung bình có khi phải 2 tuần 1 lần. Khách hàng phải tuân thủ, đặc biệt phải tuân thủ đúng thời gian, đúng các liệu trình. Và bác sĩ Tài thân mến, trong quá trình điều trị nám theo phác đồ thì khách hàng cần chăm sóc da và kết hợp với chế độ ăn uống nghỉ dưỡng như thế nào để có kết quả tốt nhất ạ? Khách hàng bị cái nguyên nám da nặng, chúng tôi sẽ dùng các phương pháp, những cái sản phẩm vào trong làn da để cải thiện tức thời đó. Yeah. Nhưng đâu đó cái việc mà gọi là chống tái phát và giữ được lâu dài cũng như hạn chế tái phát nám da, đó là phụ thuộc vào chế độ ăn uống, nghỉ dưỡng cũng như bảo vệ của bệnh nhân, khách hàng. Thì cái việc mà chúng ta ăn uống làm sao để cho bổ sung thêm những cái chất làm trắng sáng da và hạn chế cái việc tăng sắc tố, đồng thời đảm bảo được cái nội tiết tố. Nội tiết tố đối với người phụ nữ, nội tiết tố rất quan trọng. Cái thứ hai là chúng ta sẽ chống nắng, vẫn là cái yếu tố cơ bản nhất. Việc chống nắng cần phải tuân thủ và phải đúng cách. Khi chúng ta ăn uống một cách đầy đủ và chống nắng tốt á, và chúng ta sẽ kéo dài được cái thời kỳ mãn kinh chúng ta. Nó sẽ chậm lại, thì lúc đó thì cái việc nám da nó sẽ ít lại và nó sức khỏe chúng ta cũng được cải thiện nhiều hơn. Dạ vâng, một lần nữa xin được cảm ơn hai vị bác sĩ đã dành thời gian đến với chương trình cũng như là mang đến những kiến thức cực kỳ bổ ích để giúp cho quý vị khán giả có thể hiểu rõ hơn về các loại nám da và có được cái phương pháp điều trị đúng cách nhất ạ. Và quý vị thân mến, cuộc trò chuyện vừa rồi cũng đã khép lại nội dung của chương trình Bác sĩ Thẩm mỹ ngày hôm nay. Xin được cảm ơn phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ Angel Beauty đã đồng hành cùng với chương trình. Chương trình được phát sóng vào lúc 10 giờ 25 phút sáng thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV9 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Còn bây giờ chúng tôi sẽ được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.